chào, xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khách hàng đang theo dõi chương trình tiếp theo trên VTV Hyundai Home Shopping. Quý vị ơi, hôm nay nhà mình nấu gì ăn ạ? Có ngon không ta? Bình thường á, khi mà chúng ta nhắc tới những món ăn, chúng ta nhắc tới bếp là chúng ta sẽ nhớ gì ạ? Thứ nhất là nồi niêu son chảo. Đó, cứ nói nhiêu đó thì có nồi với có chảo là những cái sản phẩm không thể nào thiếu trong gian bếp của chúng ta. Nhưng mà ngay lúc này khi mà đang nghe Quang Quý với Diệu Ly chia sẻ, mọi người vui lòng á, mình quay mặt lại nè, mình nhìn vô cái bếp của mình coi. Mình nhìn vô cái bếp của mình nha, để coi coi. Ê, cái chảo chống dính nó có bị trầy hay chưa nè? Rồi cái bếp á, nó có bị ảnh hưởng gì trong cái quá trình khi mà chúng ta nấu nè? Những cái chiếc nồi nó làm hoen ố như chiếc nồi hay chưa? Và chúng ta hãy suy nghĩ lại là đã bao lâu rồi chúng ta chưa nấu những món ăn vừa ngon và vừa lành cho gia đình của chúng ta. Thì trong chương trình ngày hôm nay, nhân dịp cuối năm và cũng như là đầu năm mới, thì Quang Quý tin chắc rằng tất cả chúng ta đang rất mong muốn thay đổi, đúng không ạ? Chính xác luôn. Nhưng mà bình thường mình muốn thay đổi thì mình sẽ suy nghĩ hai cái á, là một á, là sản phẩm á, nó có giá tốt hay không. Một cái nồi tôi mua bây giờ, một cái chảo tôi mua bây giờ là bao nhiêu tiền quý vị? Hoặc là ha, khi mà mình thay đổi như vậy thì chất lượng nó có hay không? Mức giá, chất lượng, hôm nay chúng tôi có cả hai quý vị ơi. Không phải là 1,5 triệu, 1,6 triệu hay 1,7 triệu nha, mà hôm nay quý vị sẽ có dòng sản phẩm của Nagakawa quý vị. Đây là ưu đãi độc quyền trên VTV Hyundai Home Shopping ạ. Mình đem về là thương hiệu rồi ha, mình còn có thêm nữa là số lượng nữa thưa quý vị. 3 nồi mà mỗi nồi là 4 đáy nha quý vị ơi. Thêm 2 chiếc chảo nữa cực kỳ chắc chắn luôn ạ. 1,465,000 đồng. Trong đó mình sẽ có cái dòng sản phẩm quà tặng nữa quý vị nhé. Bộ nồi chảo cao cấp của Nagakawa thưa quý vị. Mua một lần có hết quý vị ơi. Mua một lần á, là không phải là 1,465,000 đồng đâu. Một lần thôi, giao về tận nhà luôn, 759,000 đồng mà thôi nha. Wow, phải nói là mức giá cực kỳ hấp dẫn luôn đúng không ạ? Chỉ cần một lần đầu tư mà thôi thì chúng ta đã có ngay chọn một bộ sản phẩm cực kỳ hấp dẫn như thế này rồi. Còn bây giờ thì hãy quay trở lại phim trường cùng với Quang Quý và Diệu Ly và chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm bộ sản phẩm này mọi người nha. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng ở đây rồi ạ. Ngày hôm nay một lần đầu tư thôi, một lần bỏ tiền ra hỏi tới 1 triệu mọi người nha. Chúng ta sẽ có gì? Nhắc lại một lần nữa, đó chính là bộ 3 chiếc nồi inox nè, với 3 kích thước khác nhau, 16, 20 và cũng như là 24cm mọi người nha. Rồi không dừng lại ở đó, chúng ta còn có gì nè? Có thêm một cái chiếc chảo nữa với đường kính là 26cm. Ngoài ra ngày hôm nay chúng ta còn có quà tặng kèm theo một cái chảo nhỏ nữa với đường kính là 20cm. Đó, với bộ sản phẩm này Quang Quý tin chắc rằng tất cả chúng ta, chị em phụ nữ hay là đấng mày râu, vào bếp thôi là mình có thể là nấu những món cực kỳ ngon rồi đúng không Diệu Ly? Chính xác luôn, nhưng mà có rất là nhiều người nói là thôi nồi chảo thì tôi cũng có rồi, ở nhà tôi có những cái nồi giống như vậy nè, tôi có rồi, tôi mua chi nữa, thôi để tiền mua cái khác đi. Quý vị ơi, quần áo á, mình còn muốn mua mới thì bây giờ đây cuối năm đầu năm, không lẽ mình không thay đổi không gian nhà mình đúng không? Nồi quý vị cũng có, nhưng có phải là vừa mới thắng đường thì ngay lập tức là nó cháy như thế này hay không ạ? Quý vị nhìn nè, nhìn xung quanh thì mình thấy là ồ cũng đâu có gì đâu, nhưng mà quý vị biết là nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta đấy ạ. Chắc chắn là sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Nếu như cái nồi á, mà một đáy á, thì quý vị để ý đây ha, nó sẽ rất là nhanh chóng nó lên màu như thế này, nhưng cái màu này nó không tốt cho sức khỏe của mình một tí nào cả. Trong khi đó ạ, nếu như là nồi 4 đáy ngày hôm nay đem về, quý vị nhìn nè, vẫn thắng đường. Ô bên này là Ly chảy nước mắt với lại cái đường thắng này rồi quý ơi. Mọi người ơi, chúng ta hãy thấy nè. Đây, trời ơi, chảy nước mắt, thấy không? Mọi người ơi, có là khi nào mà cái nồi này nè, mọi người đi vào bếp mà thấy cái khung cảnh này thì nó rất là kinh hoàng đúng không ạ? Nè, chúng tôi đã cùng nấu cùng một lúc luôn. Nhưng mà ở bên đây là nồi bình thường mọi người nha. Đây là chiếc nồi 4 đáy mọi người ơi. Bên đây nè. Cháy rồi quý vị ơi, cháy rồi. Đây, thắng đường mà cháy luôn cái nồi quý vị ơi. Đó, cái tình trạng này có quen không ạ? Trong khi bên kia là nó vẫn thắng được đường nhưng mà 4 đáy cho nên là truyền nhiệt rất là tốt quý vị ơi. Mà nó không gây nên cái tình trạng là đường nó bị cháy và ảnh hưởng tới sức khỏe của mình nha. Hôm nay đem về là nồi 4 lớp 4 đáy thưa quý vị. Tại sao người ta lại dập 4 lớp đáy như thế này? Nó có chắc chắn, nó có đảm bảo hay không? Thưa quý vị, mình đang có chất lượng là chất lượng của Nagakawa thưa quý vị. Thành ra mình yên tâm nha. Tay cầm người ta cũng hàn vào rất là chắc chắn luôn. Mà nấu ăn á, thì nó truyền nhiệt, nó giữ nhiệt cho mình nữa. Có nghĩa là tiết kiệm cái năng lượng, cái nhiệt lượng, cái ga cho nhà mình ha. Cho nên rất là yên tâm rồi. Rồi á, nó sẽ truyền nhiệt đều như thế này nè, cho nên nó ngon hơn. Chứ bây giờ quý vị hâm một con gà đi. Đúng xong rồi. Rồi quý vị hầm sợ nó cháy, cái đi ra ngoài phải vô coi lại quý vị ơi, rồi nó cháy mất phần đáy, ở trên thì vẫn ngon á, ở dưới thì có cái mùi cháy cháy. Thôi bây giờ mình đổi qua cái nồi 4 đáy quý vị nha. Nồi 4 đáy nấu ăn không bị cháy quý vị à. Tại vì á, quý vị thấy là cấu tạo 4 lớp truyền nhiệt rất là nhanh luôn. Chưa kể nhá, là nó tỏa nhiệt đều mà nó giữ nhiệt tốt nữa, cho nên là tiết kiệm được cái nhiên liệu và thời gian của mình. Đó là lý do tại sao mình nên đổi một cái bộ nồi 4 đáy. Nhưng mà nồi 4 đáy ngày hôm nay giá không gấp 4 lần đâu mà giá
cực kỳ tiết kiệm quý vị, giá cả ngày hôm nay là rất tiết kiệm luôn. Mọi người có bao giờ nghĩ là chúng ta có một cái bộ ba nồi bốn đáy nha, rồi kèm thêm cả là một chiếc chảo lớn, một chiếc chảo nhỏ nữa, mà có một điều đặc biệt nữa nha, đặc biệt nữa là mọi người khi mà chúng ta mua những cái chiếc nồi nè, những chiếc chảo về, chúng ta sẽ lo lắng điều gì ạ? Ủa, một cái bếp nhà mình có nấu được không ta? Bếp mình là bếp từ nha, mỗi khi mà chúng ta mua nồi mà nấu được trên bếp từ á, nó mắc hơn nhiều mọi người ạ. Nhưng không sao, với bộ sản phẩm ngày hôm nay mọi người ạ, với nồi và cả với chảo luôn, sử dụng được trên mọi loại bếp, kể cả bếp điện từ mọi người nha. Chúng ta có thể sử dụng bếp ga nè, được không? Được luôn. Bếp hồng ngoại được không? Được. Bếp điện được không? Được. Bếp từ được luôn ạ. Và túm lại là xài bếp nào cũng được, bếp than cũng được mọi người ạ. Đó, rất là nhanh chóng và tiện lợi cho gia đình của chúng ta dữ liệu. Luôn. Quý vị ơi, lễ Tết thì thể nào nhà mình cũng có là hầm đồ ăn đúng không? Ví dụ như là thịt đông lạnh chẳng hạn nào, hoặc là những cái món gà hầm đi. Thôi thì bây giờ mình thử xem là bộ nồi của Nagakawa nó có tốt, nó có chất lượng hay không. Quý vị thấy là đây là cái nồi lớn nhất mà trong bộ sản phẩm ngày hôm nay chúng ta có nè, nấu trên bếp từ nha quý vị. Đó, mở ra hoặc là thậm chí khi mà Ly đóng lại và nhờ quan quý để một xấp giấy lên trên bếp từ này luôn thì nồi bốn đáy nhưng nó vẫn bắt từ rất là tốt quý vị nhé. Rồi từ đó, từ đặt nha. Lên nè. Một đó, miếng nè. Một miếng giấy nè ha. Tiếp đi, để lên nè. Bắt đầu nó sẽ sôi lại quý vị. Nó sẽ sôi dần dần lại ha. Đó, bắt đầu là bếp hoạt động nha. Và nó sôi dần lên, sôi dần cho lên. Cho thêm miếng giấy nữa đi được thêm không? Thêm nữa đúng không? Đây, mở ra luôn cho quý vị mình xem nè. Truyền nhiệt vẫn rất là tốt nha quý vị. Bốn đáy không có nghĩa là mình phải đợi lâu nó đâu. Nó vẫn còn kia. Đây, nóng. Mọi người ơi, mọi người ơi, có một điều á mà mọi người thấy là khi mà Diệu Ly mở ra ở bên trong khói nó bốc ra nha. Nhưng mà mới nãy Diệu Ly cầm ở hai bên không cái quai á, nó không hề nóng luôn mọi người ạ. Xách lên như chơi luôn mọi người nha. Rồi, bây giờ nè mình coi nè. Dung tích khá là lớn đó nha. Và đặc biệt là quý vị ơi, ở bên dưới là không có bỏ nước mà bên dưới là có muối á quý vị. Quý vị nhìn nè, cực kỳ tuyệt vời ha. Hai con gà nguyên vẹn như thế này luôn. Đây, Ly sẽ dẻ thử một cái phần đùi gà cho quý vị mình xem nha. Quý vị nhìn nè, wow. Wow. Ngon quá quý vị, ngon quá. Đây. Cái này mà cái kiểu mà ở dưới ngon quê của quan quý á nha, là quan quý sẽ xé ra luôn. Đây cho quan quý mượn cho coi. Đó, ở nhà của mình á, mình sẽ cầm nguyên một cái đùi gà như thế này rất là ngon. Đó, rồi. Ăn luôn đúng không? Các bé nhà mình là nó siêu thích luôn á quý vị. Đó, bé Hoàng Quý hết đó. Nhiều khi là ở nhà xong rồi cái là bếp nóng hổi nè, vừa thổi vừa ăn á quý vị. Hai con gà chứ không phải là một con gà đâu. Mà quý vị nhìn giúp Diệu Ly là ở bên trong cái nồi ha, là cái lớp đáy của nó cũng không có bị cháy nữa quý vị. Bỏ luôn cả là muối ở bên trong này nè, và mình làm gà hấp muối xả như thế này nè quý vị ơi. Ngon vô cùng là ngon luôn, quý vị thấy không? Quá ngon. Từ cái phần đùi gà nè cho tới là quà gà ở ngoài á, là bên trong bên ngoài là nó cũng sẽ gọi là đảm bảo đồ ăn chất lượng cho mình luôn. Đó, đây. Thịt gà rất ngon. Mềm nha. Vỡ rất ngọt luôn, đảm bảo được cái thành phần dinh dưỡng ở phía bên trong. Cho nên là tất cả quý vị có thể là yên tâm. Trộn Diệu Ly xé ra kìa. Ngon quý quá Ly ơi. Ngon xuất sắc luôn quý vị ơi. Chính trong chính ngoài mà nó không có bị nhão một tí nào cả. Cho nên nó rất là ngon quý vị ha. Đây ạ, nhiều những cái món nấu từ nồi của chúng tôi ngày hôm nay. Ví dụ như là quý vị thấy là những cái món ăn mà mình có quá nhiều là cái màu sốt đi chẳng hạn, nó sẽ dễ bị oxy hóa cái nồi đúng không ạ? Nhưng mà nồi chất lượng của Nagakawa thì quý vị mình yên tâm. Nồi này mà ra bên ngoài quý vị mua lẻ thử từng cái một nha. Cái giá nó không có thấp tiền đâu quý vị. Mua riêng không thôi, nồi một đáy bây giờ nhiều khi cả trăm ngàn rồi. Nồi bốn đáy mà lại của thương hiệu là Nagakawa nữa, vài trăm ngàn một cái. Bây giờ mình mua 3-4 cái nồi đi có phải là 1 triệu mấy không? 1.5 triệu, 1.6 triệu, 1.7 Nhưng mà trong chương trình này là nấu ăn nè, kho nè, hầm nè quý vị ơi, nấu cà ri nè ha, cũng được luôn nha quý vị. Nhưng mà tổng cộng mức giá trong khung giờ này á là chưa tới 800 ngàn đồng luôn. Quá tuyệt vời quý vị. Mình có nồi nè, mình có thể hầm được đồ ăn nè, mình có nồi nè, mình có thể kho được đồ ăn nè. Rồi, mình còn có thêm nữa, đó chính là chảo. Mà không phải cái chảo này. Chất lượng. Không phải cái chảo này. Qua cái thất vọng liền luôn. Đó, mới nãy tự nhiên quay về xong cái Diệu Ly hết hồn. Ui, chảo gì mà đen dữ vậy ta? Dạ không mọi người nha, đây là một cái chiếc chảo mà quân quý mang theo để có thể so sánh thôi. Chảo này quân quý đang xài ở nhà, nhưng mà xài lâu á xong cái cán nó lắc lư vậy nè. Thôi quyết định đem vô đây để cho mọi người thấy là quan quý tin chắc là hoàn cảnh ở nhà mình á, nhiều khi mình nhìn vô cái bếp mình không có nhiều thời gian chăm chút nó, thì tự nhiên thấy là lâu ngày cái nó bị lắc lư vậy nè, và chưa kể nữa cái lớp chống dính nó bị trầy nha, rồi ở phía sau nó bắt đầu bị hoen, bị ố, bị rỉ nè. Rồi như vậy thì chúng ta nên có một cái sự thay đổi đi mọi người nha. Đây đây chính là một chiếc chảo nè trong bộ sản phẩm ngày hôm nay mọi người nha. Và khi mà tất cả quý vị chúng ta nhìn thấy á là cái chiếc chảo này nè, nó có những cái đường vân nè, kim cương rất là đẹp mọi người nha, và được tráng một cái lớp chống dính cực kỳ tuyệt vời luôn. Và không dừng lại ở đó mọi người nha, với chiếc chảo như thế này á thì nè mọi người thấy nè, cái độ dày của nó, quý quay nghiêng ra nè, cái độ dày của nó nè,
Đó. Nó rất là dày luôn chứ không phải là dày bình thường nha. Đây là đáy từ của nó mọi người nha. Với dòng sản phẩm này chúng ta có thể là sử dụng trên mọi loại bếp, kể cả bếp điện từ luôn thưa quý vị. Và quý vị hãy thử so sánh đi. Chúng ta mong muốn là có cái chảo ở bên đây màu đen hay cái chảo màu đỏ à. Rồi bây giờ thật ra là Quang Quý rất là vụng về. Có một lần á, một ngày đẹp trời tự nhiên Quý làm rớt cái chảo xuống đất. À hả? Mọi người có trường hợp đâu mà rớt cái chảo xuống đất, cái nó đụng xuống đất sao tự nhiên nó bị méo. Tự nhiên nó bị méo. Rồi. Nó không méo vừa đâu mà nó méo rất là nhiều đó quý vị ơi. Đây. Cho nên là cái chất lượng á, tại sao mình cần phải thay đổi ạ? Có phải nhà quý vị có chảo rồi không? Chảo nhà tôi cũng chống dính nhưng mà để lâu ngày nó bị như thế này và nó méo luôn, nó móp luôn. Thì bây giờ đây cái chảo á mà Quang Quý đang thử cho quý vị xem á, nó là chất lượng của Nagakawa quý vị ạ. Mình cân thử đi, bây giờ mình cân thử đi tại sao nó chắc chắn như vậy? Ở nhà nhiều cô á mà mình dùng cái chảo này á chảo mà nó trơn quá, nó mỏng quá quý vị, đổ đồ ăn ra luôn mà nhiều khi mình lớn tuổi tay mình bị run. Trong khi á là nếu mà mình có cái chảo chắc chắn 500g, gần 500g. Thôi bây giờ mình so, mình không có so chảo lớn nha, mình so chảo nhỏ mọi người nha. Quang Quý đang để cái chảo nhỏ ở bên trên nè. Cái chảo nhỏ là quà tặng kèm theo nha. Rồi, chảo nhỏ thôi nha. Để lên trên thì bao nhiêu đây? 700g mọi người ạ. Rồi bây giờ cùng đường kính nha, cùng đường kính thì nhiêu? Coi nè. Bao nhiêu đây? Wow, hơn 1 ký mốt, 1 ký mốt quý vị. Cho nên là các cô, các chị ơi, ở nhà mà mình cầm cái chảo này trên tay mình cũng cảm thấy là chắc chắn nữa. Nhiều khi á, mình lớn tuổi rồi, nhiều cô, nhiều chú á, là mình còn bị tình trạng là run tay á. Nhiều khi vào bếp mà nó run, gặp cái chảo kia là nó rớt đồ ăn quý vị. Rồi cái bếp ga nhiều khi nó trơn, dầu mỡ nữa. Còn ở đây thì quý vị thấy ha, khởi động bếp lên rồi, bây giờ nó cũng truyền nhiệt nhanh rồi. Đó, Ly không bỏ dầu luôn, Ly bỏ trực tiếp vào đây luôn. Và Ly xào thử, lắc thử lên xem như thế nào. Đây. Đó. Hey, nghe cái tiếng này nó vui tai lắm nha mọi người. Bình thường là với những cái chiếc chảo mà thông thường, nếu mà chúng ta sử dụng những cái loại thực phẩm mà có lớp vỏ cứng như thế này á, rất là dễ dẫn đến tình trạng là bị trầy xước cái lớp chống dính ở phía bên trong nha. Cho thêm cái này vô đi. Đó, cho cái nước sốt nó tích lại đi. Đó, thấy không? Wow. Đảo lên, đảo tới, đảo lui. Đây, lấy cái đồ này xóc lên luôn. Đó, quý vị xem là nó có bị trầy trụa hay gì không nha. Đó, đây ạ. Quý vị để ý là nhiều khi á, ở nhà mình á, mà mình dùng những cái chảo cũ á quý vị, mà ví dụ như là mình làm những cái đồ mà nó cứng như thế này đi, ví dụ như ở nhà quý vị dùng cái chảo này chẳng hạn, có phải là gà tới gà lui á, là nó xước cái chảo hay không, nó móp méo hết trơn. Nhưng mà bây giờ đây với cái chảo này thì khác quý vị à, của Nagakawa quý vị nhé, sẽ đem tới cho mình cái trải nghiệm quá tuyệt vời các cô các chú ơi. Nhìn giúp Diệu Ly với ạ. Thấy không, nó vẫn láng bóng luôn, cực kỳ thích quý vị, tại vì nó rất là dày dặn ạ. Nồi hôm nay mình đem về là nồi 4 đáy rồi, chảo thì cũng rất là dày dặn nữa, tay cầm cũng chắc chắn nữa, các cô mình dùng không có lo nha. Ngon nè, thơm nè quý vị ơi, đó rất là thích luôn. Chưa kể là mình chiên nè, mình xào nè, rồi nhiều khi là mình quá lửa chút xíu chẳng hạn, nó có bị cháy khét gì không? Dạ không, quý vị thấy đó, rất là nhanh mà nó truyền nhiệt cực kỳ thích, mà chúng tôi còn không dùng dầu á. Có một đặc điểm từ đầu tới giờ á là chúng tôi không có dùng dầu quý vị thấy ha, cho nên á là mình sẽ để ý là tốt cho cái sức khỏe của mình nữa. Và đừng quên ạ, là dịp cuối năm đầu năm thì chắc chắn là mình cần phải là mua đồ mới nha. Ví dụ như là mình mua quần áo mới đúng không Quang Quý? Đúng mình rồi. Mua nhiều cái món ăn mới mình về mình để nhà mình để chuẩn bị á, là Tết đến xuân sang thì mình lấy ra mời khách chẳng hạn. Chắc chắn là phải mua thêm cái bộ nồi chảo mới rồi. Đúng rồi, tại vì Tết đến xuân sang là người ta tới nhà mình rất là nhiều đúng không ạ? Rồi những lúc mà chúng ta sum vầy cùng với nhau nữa, mà đặc biệt là Tết chúng ta làm gì có nhiều nhất đó chính là gì ạ? Là thời gian mọi người nha. Mà có nhiều thời gian để làm gì? Mình vào bếp mình nấu ăn với thành viên trong gia đình của mình. Mà quý vị ơi, chúng ta vào bếp mà chúng ta gặp những cái sự khó khăn rắc rối về cái lớp chống dính nè, khó khăn rắc rối về cái việc là nó ra ten nè, cũng như là nó truyền nhiệt không có tốt đúng không ạ? Thì phải làm sao đây ạ? Thì chúng ta đã có ngay bộ sản phẩm ngày hôm nay rồi, về cả sản phẩm chính và cả quà tặng luôn quý vị nha. Rất là yên tâm mà đến từ thương hiệu Nagakawa, chỉ cần một lần đầu tư ngày hôm nay mà thôi thì chúng ta có thể là yên tâm cùng với thương hiệu đến từ tập đoàn thiết bị công nghiệp điện gia dụng 18 năm bền vững thưa quý vị, top 10 thương hiệu vàng vì sức khỏe người Việt năm 2019. Và chúng tôi giới thiệu sản phẩm chính hãng trên VTV Nguyễn Đài Phòng Shopping. Quý vị ơi, tưng bừng mùa mua sắm đấy ạ. Tưng bừng mùa mua sắm cùng với VTV Nguyễn Đài Phòng Shopping. Và nếu như quý vị ra bên ngoài mình mua nha, mua lẻ từng nồi á, Ly chắc với quý vị luôn là 200 mấy, 300 mấy một nồi đấy ạ. Tại vì riêng cái nồi thôi đã là nồi 4 đáy rồi, còn riêng cái chảo, một cái chảo này người ta bán là 300 mấy nha quý vị. Nếu như mà mình cộng lại đi, bây giờ mình cộng mà mình nhân lên cho 4 đi là quý vị thấy cũng là gần 1,5 triệu rồi. Chưa kể quà tặng. Trong khi ngay bây giờ đây quý vị lo lắng về chất lượng, thôi đừng có lo,
Nagakawa chứng minh về chất lượng cho quý vị thấy luôn. Quý vị lo lắng về mức giá đúng không? Giảm lên tới gần 50%, giảm 48% thưa quý vị. 1.465.000 đồng, nhưng ngay bây giờ đây chỉ còn có 759.000 đồng mà thôi. Đừng quên là còn có thêm quà tặng, và nhìn xem có đẹp không ạ? Đẹp. Năm mới Tết đến xuân sang, nhà mình là sơn sửa lại ví dụ như là cái tường nhà nè. Rồi mình mua thêm một vài bộ đồ mới nè. Ủa quý vị ơi, còn nồi chảo thì sao? Mình dùng nồi chảo hàng ngày mà, ngày nào mình cũng chiên đồ ăn, ngày nào mình cũng nấu đồ ăn, rồi ngày nào mình cũng luộc rau, ngày nào mình cũng nấu canh, rồi ngày nào mình cũng chiên nướng các kiểu đúng không? Vậy mà bây giờ mình không có quan tâm tới không gian bếp của mình là không có được. Ngày Tết đó quý vị, nhiều khi họ hàng về thấy mấy cái nồi mà nó cũ quá rồi á, buồn lắm quý vị ơi. Thôi bây giờ đổi mới đi, đồ ăn ngon sẽ xuất hiện trong nhà mình, không chỉ ngon mà còn sạch quý vị. Đừng dùng nồi cũ quá lâu nha, coi chừng nó sẽ đưa kim loại nặng vào trong cơ thể của mình đó quý vị ơi. Bây giờ đây, một lần thay đổi thôi, có tất cả quý vị nhé, từ chất lượng cho tới số lượng cho tới mức giá đều cực kỳ ưu đãi quý vị nha. Chỉ có trong chương trình ngày hôm nay mà thôi, khi mà tất cả quý vị chúng ta yên tâm đồng hành cùng với Nagakawa. Và dòng sản phẩm này được sử dụng trên mọi loại bếp, kể cả bếp điện từ mọi người nha. Và với những chiếc chảo ngày hôm nay thì nó rất là dày dặn và cực kỳ chắc chắn luôn. Cho nên chỉ cần một lần đầu tư mà thôi, nhanh tay sở hữu ngay cùng với Nagakawa và VTV Huyền Đài Hộp Shopping. Vừa rồi thì tất cả chúng ta cũng có thể thấy là với bộ sản phẩm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nấu được rất là nhiều những món ngon khác nhau đúng không ạ? Và nói về Nagakawa đi ạ, lúc nãy chúng tôi cũng đã có chia sẻ cho tất cả quý vị luôn. Đây là một trong những thương hiệu hàng đầu ở Việt Nam về những dòng sản phẩm đặc biệt là gia dụng trong căn bếp của chúng ta mọi người nha. Và không dừng lại ở đó thì còn có những cái giải thưởng nữa thưa quý vị. Với giải thưởng này thì chúng ta có thể là yên tâm với top 50 doanh nghiệp tăng trưởng nè. Rồi công ty tập đoàn Nagakawa với sự phát triển của rất là nhiều những dòng sản phẩm khác nhau. Để từ đó thì có thể là hỗ trợ tốt nhất cho cuộc sống của tất cả chúng ta. Thành lập tới thời điểm hiện tại là cũng là 20 năm rồi thưa quý vị. Đây là một thương hiệu top 10 vì sức khỏe an toàn cho người Việt của chúng ta. Cho nên tất cả quý vị có thể yên tâm sở hữu cùng với chúng tôi. Cho nên quý vị thấy là mình mua lẻ bên ngoài nha, là một chiếc nồi của Nagakawa là bao nhiêu tiền quý vị? Dạ là 300 mấy, chứ đâu có rẻ đâu. Bây giờ mình cộng thử giúp Diệu Ly đi, 300 mấy, dạ 1.500.000 chứ quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay thì giá tốt hơn rất là nhiều. Hình như Diệu Ly đang quên cái gì đó đúng không? Quý vị thấy không, là cái nồi mà cái nồi một đáy bên này nè, nó cháy hết trơn rồi, Ly sẽ tắt lửa. Ấy da, đó. Nó làm cho mình cái lửa truyền không có đều, cái nhiệt truyền không có đều, và nó cháy quý vị và nó nổ, nó bắn rất là nhiều. Nhưng bên cạnh đó thì quý vị thấy nha, là với nồi của Nagakawa thì nó khác. Đây nè, cái nồi này là cái nồi thế hệ cũ. Nhìn bên ngoài thì như nhau có khác gì đâu, đúng không? Rồi. Nhìn bên ngoài là như nhau không có khác gì cả, đúng không quý vị? Nhưng mà cái bốn đáy nó có giá trị của bốn đáy. Bốn đáy nhìn vẫn ngon nè quý vị. Còn bên này ha, một đáy nha quý vị. Rồi, nghe xong là rồi, nó văng tùm lum quý vị ơi. Đây, rồi chưa kể là quý vị thấy không? Đây nè. Đây, đó quý vị thấy nè, rất là khó chịu nè, cháy hết rồi quý vị ha. Cháy hết như thế này, cháy đen như thế này nè. Ăn vào có phải là rất là hại cho cơ thể của mình hay không? Rồi, đó, trong lúc mà Diệu Ly đang so sánh và tắt bếp, cái bên kia Quang Quý mới mở bếp lại bên đây luôn. Em biết gì nữa không? Cái này nè, cái muối này nè, nó bám trên này nè, nó dễ bị oxy hóa, và cái kim loại nặng nó vào trong cơ thể của mình là từ đây nè. Nhưng nếu như quý vị dùng nồi của Nagakawa thì quý vị thấy là mặc dù cái lửa, cái nhiệt nó vẫn rất là nhiều như thế này, nhưng nồi ở bên trong thưa quý vị, cái phần đáy của nó nhá, không hề bị cháy khét quý vị ơi. Cái nước sốt, cái nước đường nó vẫn rất là nhiều quý vị, nhưng không hề bây giờ nghiêng ra nè, nghiêng ra chút xíu nè, mình xem thử nha. Đây, có cháy hay không quý vị? Quý vị nhìn giúp Diệu Ly đi. À quên, cái này nó cách nhiệt mà. Ủa, thấy chưa? Bản thân Ly mà Ly còn bị cái thói quen đó nữa, tức là nồi bình thường á nó nóng lắm thì không có dám cầm. Đó, còn đây là cách nhiệt này quý vị, và không hề bị cháy khét. Đặc biệt nha quý vị, là mình thấy nè, nước màu á nó cũng có đúng không? Nhưng mà vẫn rất là ngon, vẫn rất là thơm quý vị ơi. Chín ngon, chín thơm, chín đều như thế này nè, cho nên mình ăn cái miếng nào á là mình cảm giác mình đã cái miếng đó quý vị. Chứ nhiều khi á là ở nhà mà mình nấu ăn ha, mình cảm giác đâu có chắc chắn vào trong cái món đồ ăn ở nhà mình đâu. Còn đây là chín ngon, chín đều hết trơn, không bị cháy khét nha quý vị ơi. Rất thích. Bốn đáy, bốn đáy, bốn đáy.
Dạ. Đúng rồi đó quý vị, thật ra là nói là không bị cháy khét thì nó cũng không đúng. Tại vì nếu như mà tất cả quý vị để rồi nấu cả tiếng đồng hồ thì nó cháy là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên ở đây là chúng tôi đang so sánh cùng với nồi bốn đáy và cũng như là nồi thế hệ cũ mọi người nha. Để từ đó chúng ta có thể an toàn hơn và yên tâm hơn cùng với những món ăn của mình. Mình có nồi nè, mình có chảo nè, mà mua một lần là ba nồi, một chảo được tặng thêm một chảo nữa. Và quý vị yên tâm là đối với Nagakawa, người ta có cái cấu tạo đáy 4 lớp và truyền nhiệt rất là nhanh quý vị. Một lớp nhà quý vị có đúng không? Nhà Ly cũng có. Hai lớp quý vị có đúng không? Nhà Ly cũng có. Nhưng mà tại sao bây giờ 4 lớp quý vị? Năm mới rồi, mua đồ mới, nhớ là thay đổi không gian bếp mới luôn nha. Nấu ăn hàng ngày, ngày nào cũng nấu ăn, ngày nào cũng nấu canh, ngày nào cũng kho thịt quý vị thì mình phải chăm sóc không gian bếp nhà mình quý vị ơi. Bếp mà sạch nè, bếp mà vệ sinh nè, bếp mà nấu đồ ăn ngon nè thì coi như là cả năm mới nhà mình cũng sẽ thoải mái hơn. Vậy bây giờ đây là có 700 mấy thôi, đầu tư cho không gian bếp quý vị, có số lượng, có giá tốt, có quà tặng, mà quý vị không mua thì thật sự là bản thân Ly cũng cảm thấy quá tiếc. Đúng tại rồi. Vì nếu như là một đáy mà cái đơn hàng này 700 mấy thôi Ly không dám nói, nhưng mà bốn đáy quý vị à, bốn đáy mà bốn đáy thì Ly hơi thắc mắc là nó có truyền nhiệt nhanh không ta? Bốn đáy truyền nhiệt nhanh, tỏa nhiệt đều và cũng như là nó tránh cái tình trạng là bị nhiệt nó tập trung vào bốn một cái đấy. Điểm nó khiến cho cái việc là khi mà chúng ta nấu ăn nó bị cháy mọi người nha. Và chưa kể đây là inox cao cấp cho nên tất cả quý vị có thể là yên tâm về cái phần chiếc nồi rồi. Rồi cái phần chiếc chảo thì như thế nào ạ? Mọi người sẽ nghĩ là có nhiều người nghĩ là khi mà chúng ta mua sản phẩm chính nha thì cái quà tặng kèm theo nó không có tốt như sản phẩm chính đâu. Nhưng mà ở đây mọi người ạ, đây quà tặng của chúng tôi đó chính là một cái chiếc chảo nhỏ mọi người nha. Em làm phô mai hả? Đúng làm rồi. Cheese, đúng không? Nhưng mà em không có đốt nhiệt từ dưới lên đâu Ly ơi. À thế hả? Em đốt nhiệt từ trên xuống. Ồ. Đó. Wow, lạ vậy. À, đây. Thử như vậy luôn hả? Tức là đúng rồi. Xem có thật sự là nó chống dính được hay không hả? Quý vị để ý nha, là nếu như bình thường mình nấu là cái nhiệt nó truyền từ dưới truyền lên đúng không? Nhưng nếu như mà bây giờ tác động ngược lại thì liệu rằng nó có ảnh hưởng tới chất lượng của cái chảo hay không thưa quý vị? Cho nên quý vị để ý giúp Diệu Ly ở đây là chuyên nguyên một bộ sản phẩm của Nagakawa và cái chảo mà quý đang thử chất lượng là quà tặng đó quý vị. Tức là trong sản phẩm chính là mình có 3 nồi rồi, rồi mình có thêm một chảo lớn rồi và cái chảo này là chảo quà tặng. Lấy thấy nó xem hết bên kia rồi kìa em. Rồi, ôi, khè cho nó đen được không? Hết luôn nè. Nhắm bình thường không, khi mà chúng ta khè như vậy với những cái chảo mà có lớp chống dính không tốt nha, hoặc chóc là không liền. Có chống dính đó nha. Đó là chắc chắn là sẽ gặp chóc rất là nhiều đó. Sự khó khăn và cũng như là hư luôn cái lớp chống dính đó. Nhưng mà ở đây thì sao? Ở đây thì sao? Rồi. Wow. Thử nha. Đen thùi lùi. Để xem là có bị ảnh hưởng gì không. Mới đụng vô hay quá. Đây, để Ly thử nha, quý để Ly thử nha, quý cho Ly thử này nha. Rồi, lật lên luôn. Wow. Xuất sắc quý vị ơi, xuất sắc quý vị ha. Và quý vị nhìn nha, quý vị nhìn giúp Diệu Ly ạ. Nhìn giúp Diệu Ly luôn. Đây, xuất sắc không quý vị ơi. Tuyệt vời luôn ạ. Hồi nãy là mới làm cháy xong ha. Mới làm cháy xong mà bây giờ là chỉ cần vệ sinh và lấy cái giấy lau sơ qua thôi, lấy cái khăn lau sơ qua thôi là đúng đã rồi. Sạch rồi. Thiệt ra là ở đây nè, ở đây thì Quang Quý có thử nghiệm một cái thí nghiệm trước khi mà vào trong phim trường của chúng ta. Đó chính là Quang Quý so sánh một cái chiếc nồi khác nha. Nó cũng dày dặn, nó cũng to như vậy luôn á. Nhưng mà cái lớp chống dính của nó nè, khi mà chúng ta sử dụng trong một khoảng thời gian lâu dài đúng không ạ? Thì mọi người thấy không ạ? Nó bắt đầu khi mà chúng ta làm cho nó cháy luôn nha. Đó. Cái này hình như nó bám rất là chắc quý à. Đúng nó rồi. Cũng có một cái lớp chống dính ở bên trên. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà cháy rồi á thì nè, mọi người thấy không ạ? Mọi người thấy không ạ? Rồi bây giờ nè, ví dụ một cái nồi, một cái chảo khác đi, một cái chảo trong bộ sản phẩm ngày hôm nay đến từ Nagakawa đi ạ. Thì bây giờ Quang Quý sẽ đổ nước vào mọi người nha. Đúng rồi. Đổ nước vào nè. Để mọi người thấy được là cái lớp chống dính của nó sẽ có tác dụng như thế nào. Rồi. Đâu. Đây, xem thử thế nào từ nào. Đó thì mọi người sẽ thấy được cái sự lợi hại của dòng sản phẩm của chúng tôi ngày hôm nay. Khi mà tất cả quý vị chúng ta lỡ có một ngày đẹp trời mà chúng ta làm cháy thực phẩm của mình đúng không ạ? Đây là đúng chuyện rồi. Mà Quang Quý nghĩ là tất cả các mẹ này, hay là các anh, các chị nào đó chúng ta cũng đã từng gặp qua đúng không nào? Rồi bây giờ nha. Nè, nó cứng ngắc rồi Ly. Ôi, cái này nó sai. Ô, quý vị ơi. Nó cứng ngắc kìa. Wow. Dạ thưa quý vị, Ly mới để lửa chút xíu thôi mà quý vị thấy khả năng chống dính của nó như thế nào ạ? Mà hai đây, cái lớp cháy này là chúng tôi làm y chang như nhau luôn quý vị. Trong khi bên này ha, thử coi. Cứng lắm nha. Công nhận là không tha thiệt. Đó. Công nhận luôn. Cái này là Ly kiểm tra nè quý vị ơi, nó không ra được luôn á. Đó, còn bên này ha, dày dặn nè quý vị ơi, chất lượng nè. Rồi và bây giờ thì sẽ có một cái chuyện nữa là trong dịp cuối năm thì các chị em sẽ cảm thấy bị stress. Tại vì trời sao phải nấu ăn nhiều quá thì nam giới cũng sẽ xắn tay áo lên để vào bếp nha. Và với bộ sản phẩm này á, thì Quang Quý tin chắc rằng là chúng ta có thể yên tâm hơn. Đây. Cái món này là các chú miền Bắc rất là thích đây. Đó, cải chua với lại là lòng heo đúng không? Đó, nhưng mà cái này món là bao tử cá rồi, cải chua với
từ cá ok. Nhưng một mà chút xíu dầu nhẹ nhẹ để có thể phi tỏi lên nè. Cái món này á, mà nhà nào mà dùng mấy cái nồi một đáy mà nó đã cũ rồi, hoặc là những cái chảo mà thông thường á quý vị, mình xào lên là nó dễ bị chua, mà khi chua thì nó sẽ bị oxy hóa, mà oxy hóa thì cái kim loại nặng nó dễ vào trong cơ thể của mình. Cho nên đừng có nghĩ là mỗi ngày mình ăn ngon nhưng mà nó không có hại gì nha quý vị. Nếu nồi chảo á mà nó không có tốt á là nó cũng có hại lắm. Và ngày hôm nay không phải là chúng tôi bán một mình cái chảo này đâu, mà chúng tôi bán luôn cả là nồi nữa. Ba nồi, một chảo, một bộ bốn sản phẩm, tặng thêm nữa một chảo nữa là có tổng cộng 5 sản phẩm luôn quý vị. Đây, ơi, chính hãng của Nagakawa nha. Đó. Đó. Không phải triệu mấy đâu, 700 mấy thôi. Và với bộ sản phẩm ngày hôm nay thì chúng ta có thể yên tâm nè, vừa có nồi vừa có chảo nè. Một lần đầu tư mà thôi, nguyên gian bếp của chúng ta sẽ có sự thay đổi, đặc biệt là trong những dịp cuối năm như thế này, đúng không ạ? Giống như là Diệu Ly mới nãy mới vừa nói luôn á, thì tự nhiên cái cuối năm á, chúng ta cứ thay quần áo, chúng ta cứ mua đồ đạc trong gia đình này nọ các thứ, nhưng mà chúng ta quên đi cái gian bếp của mình, đúng không ạ? Trong khi là cái gian bếp là cái nơi mà giữ lửa yêu thương cho chúng ta, đúng không nào? Mà nấu ăn không ngon nữa thì làm sao đây ạ? Đó, cho nên là cái việc mà chúng ta nấu nè ngon với tài nghệ của mình rồi, đúng là một chuyện rồi, nhưng mà mình phải có trợ thủ đắc lực nữa. Và trợ thủ đắc lực đó là gì? Bộ sản phẩm Nagakawa ngày hôm nay mọi người nha. Quý vị ơi, không phải là 1 triệu mấy đâu ạ. Dạ không phải nha quý vị, hàng chất lượng, uy tín, sử dụng bền bỉ ạ. Sản phẩm gia dụng của Nagakawa quý vị ạ, inox an toàn cho sức khỏe và dễ vệ sinh nha. Nắp nồi kính là cường lực nha, sang trọng và giữ nhiệt tốt ạ. Quai nồi bền chắc và có thể cắt nhiệt được nữa quý vị ơi. Một cái nồi không thôi, mình đã mua bao nhiêu tiền rồi? Một cái chảo chống dính đáy từ thôi, mình mua cũng 300 mấy ngàn rồi. Vậy mà ngày hôm nay nguyên một bộ sản phẩm luôn, quý vị không cần phải chi ra là 1 triệu mấy đâu ạ. Mà mình đang sở hữu sản phẩm của tập đoàn thiết bị công nghiệp điện gia dụng 18 năm kinh nghiệm bền vững nha quý vị, top 10 thương hiệu vàng vì sức khỏe người Việt năm 2019 đấy ạ. Và ngay bây giờ đây, tưng bừng mua sắm cùng chúng tôi tại vì giá đang quá tốt quý vị ơi. Đúng rồi, đúng quý vị, hãy cùng với chúng tôi điểm qua đi, mỗi cái như vậy cũng là 200-300 ngàn nha, tổng cộng giá chính hãng là 1.465.000 đồng. Nhưng ngày hôm nay giảm trực tiếp 48%, quý vị chỉ cần chi ra là 759.000 đồng mà thôi. 759.000 đồng, nhắc đi nhắc lại nhiều lần thưa quý vị, để chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm về bộ sản phẩm này. Có bao giờ quý vị nghĩ là ôi tự nhiên là chưa tới 800.000 nữa mà mình có ngay là ba cái nồi, mà không phải là một lớp nha mọi người, bốn lớp mọi người nha. Rồi ngoài ra nữa chúng ta còn có thêm là hai chiếc chảo, trong đó có một chiếc chảo nằm trong bộ sản phẩm chính và một chiếc chảo quà tặng nữa. Bộ sản phẩm của chúng tôi với nhiều kích thước khác nhau, nhưng đây cái điều mà quan tâm đó chính là một lần đầu tư có ngay trọn bộ sản phẩm nhà bếp của mình, nhưng mức giá chỉ có 759.000 đồng mà thôi mọi người nha. Giá siêu ưu đãi luôn quý vị, và không phải là một nồi hai nồi. Bình thường cái giá này là mua được 2,5 cái nồi quý vị à, hoặc là mua được 2 cái nồi thôi, nhưng mà hôm nay là riêng về nồi là có 3 nồi 3 kích thước khác nhau nè, rồi có thêm một cái chảo lớn nữa quý vị nha, rồi được tặng thêm nữa là một cái chảo cũng là của chính hãng Nagakawa luôn quý vị. Đồ ăn chín ngon, đồ ăn chín đều nè, vừa rất là nóng nè, vừa nóng nè, vừa ăn vừa thổi ha, cực kỳ thích quý vị. Cái cảm giác này nó mới là bếp nhà thân yêu quý vị ơi. Không phải là 1 triệu mấy đâu ạ, mà chỉ là bao nhiêu thưa quý vị, 759.000 đồng, có số lượng, có giá tốt, có quà tặng, nhưng mà không có thời gian, cho nên là thời gian để thay đổi tới rồi, đặt hàng thật nhanh quý vị nhé. Còn bây giờ thì thời gian cũng không còn nhiều nữa đâu mọi người ạ. Mời tất cả quý vị hãy mua sắm những sản phẩm tiếp theo được phát sóng trên VTV Huy Đào Shopping nha. Còn quý Diệu Ly xin chào.